Các cô chú, các anh chị vừa nghe đoạn điệp khúc trong ca khúc Hà Tĩnh Quê ơi của nhạc sĩ A Páo. Đây có thể nói là đoạn hát khó nhất trong bài hát này. Tuy nhiên, để hát được đoạn hát này thì lại không hề khó các cô chú, các anh chị nhé. Chỉ cần mọi người luyện tập thành thạo bộ kỹ thuật thanh nhạc, bao gồm xử lý hơi thở, lấy hơi, nén hơi, đẩy hơi và bộ kỹ thuật mở khẩu hình phát âm nhả chữ. Và toàn bộ cái bộ kỹ thuật này sẽ có mặt ở trong khóa học thanh nhạc cơ bản 10 ngày vút bay giọng hát tại Trung tâm Nghệ thuật Trống Đồng của Thanh Hòa. Các cô chú, các anh chị chỉ cần để lại số điện thoại ở phần bình luận hoặc nhấn vào nút gửi tin nhắn. Các bạn trợ lý của Thanh Hòa sẽ hỗ trợ và tư vấn các cô chú, các anh chị để chúng ta đăng ký thành công khóa học này với mức ưu đãi tốt nhất